Chị ơi, mình mới phẫu thuật xong hôm qua đúng không? Đúng rồi em. Dạ, sau khi phẫu thuật xong thì giờ chị thấy làm sao? À, nói chung là vui. Vui hả? Vui. Có vòng một vui hả? Đúng rồi. Rồi, chị có cảm thấy khỏe không hay là có mệt mỏi gì không? Hiện tại tới giờ thấy ổn, cũng Dạ. không có đau như là mình nghĩ Dạ. nhiều. Rồi, hôm qua cái lúc mà vô gây mê đó chị nhớ gì không? Nhớ chưa? Không, mà cái lúc có thuốc gây mê rồi bác sĩ làm gì thì không biết. Hôm qua em có quay lại chị vô gây mê đó, À lấy nhiễm cho chị coi nha. ừ Rồi chị biết bác đang qua đâu ạ? à, qua bạn bè, bạn Làm bè có xong. làm rồi á, Dạ. rồi cái thấy đẹp. Hôm qua chị ngủ có được không? Tối hôm qua Cũng được, nhưng mà không có được thẳng giấc như bình thường thôi, tại vì tự nhiên cái ngủ giấc vậy cái bị bưởi đè mà tức ngực. nói chung là hơi tức ngực ha, hơi khó chịu và hơi ngủ không thẳng giấc tí xíu ha. Đúng Rồi sau sáng nay thì chị đã tự ăn uống được chưa? rồi. Chị ăn rồi. Ăn uống được rồi ha, còn đi lại là mình chưa đi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau khi mà mình trải qua cái quá trình làm đẹp như vậy á, thì chị có lời khuyên nào dành cho mấy chị em nào muốn đi làm đẹp không? Nói chung là muốn đi làm thì đừng có sợ đau, nó không có đau như mình nghĩ đâu. Chịu được. Dạ. Lúc trước khi mà trước làm á thì ở nhà mình có sợ không? Có chứ, cũng 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 lo nhiều, sợ sợ đau là chính á. Và xong thấy cũng bình thường. Đúng rồi. Chị có thể chia sẻ cái tình trạng vòng một của chị trước khi phẫu thuật được không? Trước thì chị không có bị ngực nhỏ. Bị ngực nhỏ thôi. Bây giờ mình đặt túi cho nó to lên thôi ha. Đúng em. Bây giờ mình đợi thêm tầm 1 tháng nữa cho ngực vô phòng ổn định nha. Rồi. Rồi, Cảm cảm ơn chị ơn nhiều nha, chúc chị em. luôn luôn xinh đẹp nha. Cảm ơn bé. Chưa chưa nữa nha, trên thang điểm 10 mình cho mấy được mấy điểm? 9.5 nha. 9.5 nha. Rồi, em cảm ơn.